Wow. Rồi, beef jerky. Giữ vậy anh Thái. Anh cởi nhiều vậy anh Thái. Đủ loại luôn. Đây nè. Wow. Wow. Mm. Little chips. Yeah, oh, it's called chips. It's good. Oh, ôi, cái cây mít này em thích nè. Có mít ăn rồi. Wow, đã chưa? Ui. Ui. Hả? When last time you used this thing? Thấy không? Các bạn thấy không? Wow. See how easy it is? Coi muối nè, trời, wow. Okay. All right. We need a... Quá ngon. Ăn cái nữa mới biết hả? Đúng rồi. Ăn cái nữa mới biết. Hey Poppy, hey Poppy. Cái này có nè. Trời nhắc của Golden Rule nè. Nay yeah. Chúng mình mua oyster, chúng mình với nhà mẹ mình đó, anh em của mình tụ họp với nhà mẹ mình chơi, mình nướng oyster. Mình ăn sinh nhật của Olivia. Mình vô chợ nè, các bạn ở đây cũng có nhà hàng luôn nha, phía bên ở kia. Ở trong đây bán đồ biển tươi lắm cho yeah. Các bạn nào mà fans mới của mình đó. Mà ở đó mình có quay rồi, nhưng mà bữa nay mình làm lại cho fans mới của mình biết cái chỗ này không. Đồ biển rất là ngon, có crawfish, có cua, blue crab nữa. Đây là đồ hàng bông. Giờ nay mình mua oyster vàng, hồi mình nướng hào với black bean sauce ăn. Ở đây có bán blue crab nữa nha các bạn. Có bán ghẹ nữa nha, cua biển. Rồi bên đây là tôm. Cá, những loại cá phi lê nè. Thank you. Có stone crab. Đây là lobster tail. Thùng nhiêu anh? 75 đồng. À, 75 đồng một thùng. Từ 6 cho tới 7 dozen một thùng á. Okay. Này cá nè, này mấy con cá gì anh? Nó là snapper em. Red snapper. Thank you. Yeah, man. Thank you. Rồi mình mua nguyên thùng oyster nha, về nướng ăn. Giờ ra trả tiền. Rồi mình tới nhà của ba mẹ rồi, bây giờ mình đi vô các bạn ơi. Các bạn, giờ mình tới nhà mẹ anh Lưu đang dọn dẹp, lau mấy cái bàn, chút mấy mình ra ngoài chơi nha. Biết mấy bạn biết sao không? Lâu năm quá mình không xuống đây chơi, mấy cái bàn mình nó dơ dữ lắm. Bây giờ phải lau chùi trước chứ khi... Ba mẹ đi chơi hoài à. Đi Việt Nam cũng biết, không có coi chừng nhà cửa đó mấy bạn. Rồi, coi mít của mẹ này nè, quá trời trái luôn rồi, để mình đi xuống cho các bạn xem nha. Cho coi trái cây trước đi, để anh ấy này trước lại thôi. Dạ. Anh có cái món này hay lắm, để chút nữa mình quay cho bạn xem. Cô Năm nướng thịt đây nè, cô Năm đang nướng thịt. Nè các bạn, nè thấy mít không? Mít nhà mẹ nè. Đó, cái này hồi đó anh Lưu trồng á, coi bây giờ coi trái nè. Trái tuốt cái trên luôn á, đó các bạn thấy không? Nguyên cây là trái không luôn. Ở bên đây, ba mẹ đang ấy măng nè. Măng đen á, măng đen nè. Rồi cây đinh lăng á mẹ. Đinh lăng. Đó, cây đinh lăng. Sake ở đây nè, đang ương cây giống để bán á. Đây cây sake nè. Đó, đã chưa? Rồi mấy mít là trái tột đang đảo qua. Đó. Đó mít á. Cái cây này ở ngoài đây mới thấy thương nè, y như chùm nho luôn á các bạn. Đây mít nè. Nó như nhỏ nhỏ nguyên chùm luôn, y như chùm nho vậy á. Quá trời trái luôn. Cây xoài ơi, xoài cũng có trái rồi nè. Nè các bạn coi cây xoài nè, xoài nhà ba mẹ, xoài khen. Trái mới mọc ra. Đó.
Rồi bên đó là có lá dứa. Có trái tuốt trên luôn, để em quay trên luôn mà. Nguyên ồ chín cái, có mít chín trên đó kìa. Cây nguyên cây là nó tuốt ở trên nè, trên cành đó, nó. Ồ mấy ở trên đó sao mình hái được ta? Cao quá. À, có thang để đó mà leo lên cái gì thôi. Để đây lá dứa nè, ba mẹ có lá dứa, trồng lá dứa nữa nè. Thấy đã chưa các bạn? Cây mít này là mình thích nhất nè. Cây gì đâu mà trái quá trời luôn. Mà cao quá. Anh nghe thơm lắm á anh. Mùi thơm lắm. Chưa. Ôi, có mít chín em ơi, nghe mùi thơm. Đâu thấy không? Đâu đi đây nè. Đâu dưới đây nè. Nè. Phía này nè, coi phía này nè. Hả? Nó nè. À, ôi cái cây mít này em thích nè, có mít ăn rồi. Wow, đã chưa? Ui. Ui. Đó, để hồi mình khui luôn. Cái này là organic nha, không có thuốc không có gì hết. Mấy bạn biết cái đất này của nhà của mẹ mình đó. Ở là trên cái farm lên đó mấy bạn, bởi vậy cái gì mà mình rải xuống này nó tốt vậy đó. À giáp cá, tự giáp cá, giáp cá tự lên nè các bạn. Tự lên đó. Rồi ngồi gai được tự lên luôn. Nè. Ôi thơm. Ui, đã luôn. Mít, cây mít dừa, mít dừa chút nữa cây nhà lá dừa nha. Thôi bây giờ mình chiêu bằng gì mình vô mình làm cái này trước đi. Cái này là đất của mẹ bển nè. Nè có cây sầu riêng quá không? Riêng đất đó bên Việt Nam. À. Đang chiên dạ. Quỳnh Thánh, Quỳnh Thánh chiên hả? Hai người mẹ mình đang chiên Quỳnh Thánh nè. Thấy ngon rồi. Chưa? Qua đây nè cho. Rồi mấy bạn, mình có cái món quà đặc biệt này của anh Thái anh gửi và cho Lưu Linh ở bên Cali mấy bạn. Là cái hãng beef turkey của anh, khô bò á mấy bạn, ở bên Cali. Ảnh hãng của anh á, là anh gửi qua cho Lưu Linh thử. Rồi sẵn đây mình nói về vụ Cali á mấy bạn. Mình muốn say hello với lại anh Tèo Cali nha. Anh Tèo Cali nha, Lưu Linh cảm ơn anh đã ủng hộ hai em nha. Anh Tèo Cali lúc nào cũng lên comment cho mình hết á. Rồi, giờ mình mở cái thùng này coi. Coi khô bò của anh Thái là sao ha. Đây, quà của ảnh gửi qua cho Lưu Linh nè. Wow. Rồi, beef jerky. Giữ vậy anh Thái. Anh gửi nhiều vậy anh Thái. Đủ loại luôn. Đây nè. Nè các bạn, ôi cái logo dễ thương lắm nha. Trời KLT beef jerky. Đó. Các bạn có thể lên mạng order nha. PLT Beef Jerky là của anh Thái, ảnh có cái tiệm trong Phước Lộc Thọ, nha. Đó, PLTBeefJerky.com nha các bạn. Anh Thái ơi, em chưa có ăn rồi em thấy em thèm rồi anh Thái ơi. Cảm ơn anh Thái nhiều nha. Nhiều loại lắm. This is cái brisket. Nó giòn rộm em. Anh nói cái này là really crunchy một chút nữa. Rồi để giờ dạy cái này trước đây. Oh man. Nè em cho mấy bạn coi từ từ đi. Nè nhìn đã chưa? Đó. Thấy chưa? Wow. Đó. It's hot. You gotta wait. Gotta wait. Làm chiên luôn. Anh nhắn Jimil, kêu Jimil lại. À. Bây giờ mấy bạn biết trước khi mình khui cái bịch này á, biết mình cặn gì không? Nước chống đau bụng. Bye. Get some drink in fun. We about to test our beef jerky. Ở đây là coi mấy loại vậy em? Cái brisket nè. Nè brisket là một loại. Sesame này với mè. Mè này ớt này hả? Ớt, cái này giống như tiêu. Đó. Cái này với tiêu. Này sesame. Hình như ảnh đưa. Cái này ớt. Yeah. Tiêu. Ảnh gửi. Oh, cái này it's all crispy honey. Yeah, it's chip. Ảnh nói ăn giống chip vậy đó. Ok, nhưng mỗi cái ba bịch anh gửi cho Lưu Linh. Cái bịch rất là dễ thương luôn. Đó. Có cặp vợ chồng con ấy lên là con nói quảng cáo cho lại. Thấy chưa? Đó. Là cái này á, mấy bạn biết á, ai cũng muốn order á, online nè, thấy chưa? Dạ, nè, biết không? BLT. Nhưng mà Beef Turkey, Phước Lộc Thọ. Nhưng mà trước khi mấy chuyện gì á, giờ mình thử trước nè. Nhưng mà anh Thái anh kêu thử cái brisket trước. Cái này là tại biết sao nó có mỡ á mấy bạn, thấy không? Thấy nó mỡ nó bé béo nè, để mình khui ra. Để rồi khui bia trước đi. Heineken sponsor. Commercial break.
Mấy mấy bạn nào mà ở bên Cali á, ngoại Phước Lộc Thọ đó, ảnh có cái tiệm của ảnh ở trong Phước Lộc Thọ đó mấy bạn. Rồi mấy bạn vô đó mua được á. Để mình cho mấy bạn biết cái nó ngon cỡ nào ha. Với lại một chút nữa mình làm gỏi đu đủ nè, ăn với cái này trời ơi khỏi nói luôn á. Anh dùng cái ớt á anh hồi làm gỏi đu đủ. Yeah, you go. Geez, you should go try here with Japan. Thai. Come over here, Japan. Come on this side. Đó. Okay, so this is the brisket. Yeah. Oh, that's a bacon. No, brisket. Try it. Okay. You hear the crunch? It's so thin and crunchy. Look, right now. Wow. Wow. I love chips. Yeah, oh, it's called chips. It's good. Oh my god. Anh Thái ơi. Quá ngon. Anh Thái. Chưa có gần thử mấy cái flavor khác anh Thái. Cái brisket này là còn nói vậy. Lên, you wanna try some of this, Lin? Oh my god, it's really it's good. Beef jerky. Cái này á, mấy bạn biết không? Okay. Order cái này về nhà mình ra đây với mấy bạn của mình á. Là kêu bằng người ta khen á. Cái này á, Lu không muốn cho ai ăn luôn á. Ngon không? Good, Lin. Hi, Luca. Hi, baby. Hi, Luca. Hi, baby. Luca. Oh, bless you. Hi. Cái brisket đó rất là ngon, y như anh nói giống hình là mà thấy được chip gì đó, okay. Mà nó giòn, để chút nó chìm yêu lại cho chìm yêu thử. Good drinking food. Anh thử đi. Well, let me center you, okay? Giòn rồi mà ha. Wow, it's like chip. Quá ngon không? Béo. Mấy bạn biết không? Mấy bạn nhậu nào á, mà muốn cần mồi mà để nhậu á, cái này nè. Cái này nè. Là khỏi nói luôn á, thấy chưa? Bây giờ là mình thử really cái brisket ha, giờ tới mình thử cái sesame. Là đó. Béo. Cái nào nó cũng giòn hết ha anh Thái. Cái này mẹ. Yeah. Oh yeah, so. Look at this. Giòn lắm mà. Man, nó quá trời ngon quá. Cái hãng này từ xưa tới giờ mình anh mới ăn cái beef jerky mà nó ngon kiểu này em. Ngon lắm anh Thái ơi. Cái này cho mấy. See how you break it? Like chip. Look, cái này. Look. Mấy bạn nào mà đi xuyên bang á, mà lái xe á, có cái này trên xe mà nhơi nhơi á đỡ buồn lắm mấy bạn. Đồ ăn uống nhậu banh sáng. Mà uống một cái là ảnh ở bên Cali. Mấy bạn nào có muốn mua mà ở bên phía Cali á, vô Phước Lộc Thọ đó. Còn mấy bạn nào mà mấy bạn nào mà ở tiểu bang khác á mà có muốn ăn cái này á, lên trên mạng nè. Đó, tôi bắt tài khoản đó. Người Việt của mình nha, cái này là hãng của người Việt mình đó mấy bạn, ủng hộ người Việt của mình nha. Đó. Cái này chắc hồi xỉn đó. Giờ tới cái ớt. Cái cài. Okay, that was okay, it's okay. Bình đẹp đi. Ăn hai miếng uống hai hớp, gần hết chai bia. Ok, giờ cái thứ ba là cái cái ớt cay. Nè, thấy chưa? They're all crunchy. Yeah. Ngon quá trời luôn á. Yeah. Cái này là spicy. Yeah, cái này cay. Ai thích cay á. This is the one right here. This is the one. Cái này làm gỏi đu đủ ngon. Không, nó mềm nó ngậy hết. Mấy bạn nào mà thích ăn cay á là cái spicy nè. Oh, it's really good. It's really good. Còn mấy bạn nào thích ăn cay, mấy bạn cay đã luôn á. Đó. Ok, cái chóc nhất là cái black pepper. Cái này tiêu. Anh Thái, cảm ơn anh Thái nhiều nha anh Thái. Đó, bây giờ mấy bạn nào mà có buôn bán mà muốn cho Lu Linh giới thiệu dùm cho mấy bạn cái gì ngon ngon á, cứ gửi qua cho Lu Linh đi. Lu Linh giới thiệu dùm cho mấy bạn ha. Cái gì cũng được hết á, xin miễn đồ ăn đủ được à. Chị go try the black pepper nè, coi cái miếng. The black pepper chị. Ngon, dễ. Ăn cái này không có chán.
Say G, try G. The spicy one is good too. Ngon nhiều nha. Này em rể của mình đó bạn. Good, right? Tastes like chip. The black pepper is good too. They're all good. Anh Thái kia em thử coi cái nào anh thích nhất. Bốn cái này em thích hết. They're all good. Tại em biết sao không? Mỗi một cái á, nó có cái flavor khác đặc biệt của nó anh Thái. Cái tiêu đen này nè, cho mấy người mà ăn cay ít á ăn được. Còn cái ớt á anh thích, tại vì nó cay. The pepper is really spicy. Còn mấy người nào thích ăn đồ béo á, và cái brisket nè, nó có mỡ. Hả? Có đủ trò chơi cho mấy người hết. Quá ngon luôn, quá ngon luôn. Ok, giờ cho mẹ mình thử miếng đi. Cho mẹ mình tin. Này, để mình qua mình cho mẹ mình thử cái miếng béo nè, cho mẹ mình tin không? Nè mâm. Miếng béo là miếng gì? Brisket. Brisket. Nè mâm, thử nè. Ngon dữ lắm luôn á. Thấy chưa? Ngon. Thử đi mẹ. Từ đó giờ có bò khác nha. Có bò ngon. Ngon quá chừng nha. Thấy chưa? G, you gonna help her with the fire, G? Help her with the fire. Ngồi chiên Quỳnh Thánh nè. Lần đầu tiên cái miếng của bò không? Không ngon hả mẹ, ngon chứ. Thấy chưa? Ok. Hi, G. Jamil, you rock, see tới nha các bạn. Hey, remember Thai? Who's this? Hey, you remember anh Thai? From California. Thai from California. Oh yeah. Look, he sent this. No, he didn't. He sent us beef jerky. Hold on. Yeah. Something. The brisket. Beef jerky chips. What? Yeah. Okay, he made them, and you. This is his company. Wait, he made them? Yeah, this is his company. Here, This is the brisket chips. Take a bite and tell me what you hear. They try bring it. They bring in the crunch. Bring it in closer so you can hear the crunch. Pretty good. Yeah, they try a piece. Good, right? See? It's like chip. Yeah. Oh, man. Look at that. Yeah. Like bacon. That, try it. They... Oh, this is good. See? It's crunchy. It's like potato chips, huh? Yeah. Ooh. It's money. I like this type of jerky. Right here. Yeah. Oh, yeah. Now, yeah. This is real jerky right here. Mm-hmm. Oh, wow. That's good. It's potato very chip. Crunchy. You hear it? Yeah. So it's four different flavors. This is the brisket. He got the sesame. Bro. He got the pepper. Okay, try that. Oh, well, you open a beer, man. Where's your meal beer? Let me see. You want me to do 1,000 things I want. Hi. You know why? Because it's so good, you know? Here, you need this. It's a drinking food. I got the real stuff in the cooler, though. Got you a new one to try. We gotta, what, the beer? What do you think, Rossi? That's good, huh? I brought him a lightweight beer because he's getting too fat. You too. Low cap. Yeah. I said cap. Hold on, so where low is it? Low caps. Carbs. Where's it at? Where's the hot one? You just gave him the hot one. Oh, right here. Oh, yeah. Now we'll try the hot one. What? I broke it skating. David, you have to try this? Hey. Here. Where you at? Go, David. Go, I'm going to ask him how you really broke it. I tripped down a hill. It's hey, yeah, this is actually hi, David. Walking around the house and just broke it. It's crunchy, huh? Mm-hmm. Yeah, that's good. Yeah. Hey, try the spicy going one. To the bridge. Oh yeah, that's four flavor. He hit all four flavor. Wow. That one's spicy. This is pretty spicy. Pretty one. Good. Yeah. No, it's good. Yeah. Try it. And you do something good with this right here. Mm-hmm. Tại vì cái nào cái flavor nào cũng ngon hết á. Bây giờ em không dám cho ta ăn nhiều, em phải bẻ ăn nữa nè. Đó thôi. Oh. And lose being cheap. What PLT stand for? That's the company name, yeah. Is it Thai or it's good, right? No, it's called Food Club Thai. It's just the name of the company. Uh-huh. Okay, now this one. Ryan, you said we're going too slow. Hey, now this one is sesame. Hey, you ready to go? Huh? You ready to go? Let's go. Where are you guys going? Here. Right now? That's the sesame one. Where are you going? Cái video bữa nay á là mình muốn cho mấy bạn biết cái beef jerky này mua ở đâu mấy bạn. Của anh Thái. You like that one, huh? Yeah, this was good. I'm telling you, every single one. The first one and this they're one. All good. They're all good. Mm-hmm. You know, if you don't like spice, this is good for you. They just have a different flavor. And then the black pepper. I'm gonna take this to work on the midnight shift.
This is the black pepper right here. This one's probably gonna be good. I like the black pepper jerky. So don't say you don't like it. You gotta try it to know, Roxy. Yeah. You can't say you don't like it. Nice, huh? It's good. Driving? No, it's good. It's perfect. Babe, it's good to travel. Yeah, I love the crunch. Yeah. Cheers. Oh, man, you've been eating. You ain't even drinking. It's good to. Because you're giving me one at a time over and over again, man. Woo, man, that's some good stuff. No, it's good. Come on, Thái, Thái. Yeah, hai em cảm ơn anh chị nhiều nha đã gửi khô bò qua cho tụi em. Đó, mấy bạn nào cũng muốn biết chỗ mua á trên màn ảnh mình á. Free workout snack. Rồi, mấy bạn giờ tới oyster hồi sáng mà tụi mình với Lu đi mua nè. Rồi giờ cái món thứ nhì mình muốn giới thiệu cho bạn thì mấy bạn thấy oyster đã lắm. Không, thấy nó sảy không? Này dừa hả anh ha. Hả? Cái này là khui ra nè nè. Mình muốn giới thiệu cho mấy bạn mới cũng Lu Linh á là cái này là cái oyster opener này mấy bạn. Mình hồi đó mình có quay cái này một lần rồi. Để mình cho mấy bạn nào mà follow Lu Linh á muốn biết cái này mua ở đâu ở trên Amazon mình có để trong description nha để đây. Thôi các bạn ưa hỏi là tại sao không để AO Lu Linh lúc nào cũng để trong description hết á. Cái này là khui oyster là không sợ đứt tay, không sợ nó tóm lại là không sợ đứt tay á. Anh này hồi sáng mình mua cái golf mà phải không? Đúng rồi. Okay. Tại nó vậy hả? Bởi vậy giờ anh nè. Còn cái sauce này để ăn oyster nữa các bạn, nhưng mà Lu phải cần cho chanh một xíu nữa hả? Chanh. Rồi. You talk too much. Hey. Talk too much. Guys, more beer? What do you have in there? You have water for me? I got diet beer. Yeah, I got water. You have water for me? I was going to bring juice for the girls, but I don't know if they're here. Everybody's, they're always here when we're here. What, just right here, right? Yeah, right there is good. Jamil đem thêm nước nè. This for Ty. Me and Ty, me and Ty need to go on a diet. Oh, so. Me and Ty need to go on a diet, so. Oh, so it's no. Just less carbs and less calories. No carbs. Yeah. Baby got you no carbs beer. And my water. Thank you, G. I didn't know if he was going to need ice. Just put it in there so it stay cool. Thêm chanh nữa luôn. Looks better already. Yeah. Tại nãy nó khô quá. She's a runner. She just, you let her go and she's out the gate. She's not normally like that. Oh, she is. You know what it is? She figured she got some freedom. Chúc Bình Lu sẽ khui thử cái cho các bạn xem. Giờ mình làm nè. Cái muối tiêu nhà làm luôn nha các bạn. À. Muối tiêu, tỏi, ớt với chanh. Vậy thôi. Không để, mấy bạn biết không? Đừng có. Còn một cái bí quyết trong đây nữa. Là biết gì không? Bột ngọt, đừng quên bột ngọt. Ok, giờ để Lu khui cái này là chỉ cho mấy bạn mới ha. Nè, yeah, mấy bạn thấy không? Mấy con oyster nè. Jafon look. When last time you used this thing? Thấy không? Các bạn thấy không? Wow, easy. See how easy it is? A while ago. Look at that. Look at that. Look how nice oyster. Look at that. Jamil, you want to be a first one tonight, or G? Golden rule. Come here, G. I'll let G money go. Go over there. Ooh. Where's that? Ooh. But not like, but good. Hit the money, Refreshing in this heat. Oh man, it's so hot. Who likes to have? Try it. Well, that's good. Gee, you gonna eat one? Yeah, he's good. Gonna try one. All right. But what's this movie you made? Yeah. Our homemade salt and pepper, garlic, lime, and Thai chili pepper. Hey. Did he notice the difference? He didn't notice the difference. Okay, bạn thấy không mấy bạn? Mình cứ để nè, cái mình nhặn xuống, thấy không? Thấy nó mở dễ không mấy bạn? Look at that. Where's your money? He's inside. They taste really fresh. They are fresh. No, I'm saying like. G, you ready for one? Yeah, he's ready. Snap to it. Open one for G.
Mấy bạn thấy không? Khui rất là dễ không? Các bạn không sợ đứt tay. I can see that. Mm-hmm. Okay. Ready? There you go, G. Look. Now you open it from the back. Mm-hmm. Oh. Really, 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 really like it. Mm. Good, huh? Good? Wow. So refreshing. Uh-huh. Mm. I want one, babe. Okay. What do you have? You actually there you go. G, get the camera so she can try one. It's weird. Yeah? But it's... I don't know. It's weird, though. No, oh, no, the beer? The silver label. Really, really light. Yeah. He said he's trying to lose the belly. Exactly. The camera's off. Honey, no. Wow. Yeah, it's really clean. Mm-hmm. Look how clean it is, too. What? Look at that. Yeah. Yeah, mình thử nha. Good. All of it. Scared. Are you scared of it? Good. Yeah. She like she was scared of it. Hôm qua Jamil đi câu cá nè các bạn. Giờ Jamil cho mình coi mấy con mangrove. Hôm qua Jamil câu nè. This is special for Lulin TV. Special. I knew he was barbecuing today, so I went last night just to catch fish for Ty. To 1 a.m? To 1 a.m. I didn't get home to 3. Almost wrecked and everything. Oh my god. Oh my god. Oh, that thing's huge. That's a mangrove? Mangrove snapper. Oh, look at that. Oh my god, it's big. I've never seen him that big, Jay. I know. This is the biggest I've caught. Wow. They're huge. Normally, like, they're 12 inch. Look at these look things. Look at this. This one's like, how much? Like 18? 18 inch right here. And uh-huh. Like, this is probably 16, 17. Oh my god, they're massive. Just for Ty. Big. Just for Lulin TV. Now your hands are fishy. Know, you gotta go man, wash it. Touch it. You see? You see what Ty did? You gotta go wash your hands. What, are you trying to model? Babe, if he's trying to model, he stick his butt out and everything. Oh, God. Các bạn mình bánh chiên nè ha. Cái này gỏi đu đủ hồi nãy chị thấy mấy giả nè. Đó, gỏi đu đủ. Bây giờ anh Lưu chuẩn bị nướng hào nè các bạn. Ôi thấy tươi quá ha anh ha. No, chưa chín. No. No. Oh, you put them on the grill. Okay. Yeah. À, giờ anh chuẩn bị nướng nè. Xong rồi anh Lưu để mình làm cái tương hộp đó các bạn. Với gừng, với hành lá, với ớt. Để lên đây nướng là hết sảy luôn nha. Bữa nay vui lắm ăn sinh nhật của Olivia. Rồi. À, giờ cái sauce mình làm nè các bạn. Tương hộp nha, với gừng, với hành lá, với ớt. Bác sảy luôn hả? Uh-huh. À, có gừng nữa vô nó thơm lắm. You don't ask me. Huh? You don't ask. No, I knew about it, I forgot about it. Woo, that is. I went last time they went. More sauce? Okay. All right. We need quá ngon. Gà chín rồi đó các bạn ơi. Ngon chưa? Hào nướng nha, tương hộp. Black bean sauce with ginger and scallion. Trời ơi, ăn cái này hết sảy luôn. Wow. Vừa nóng vừa thổi. Uh-huh. Vừa thổi vừa ăn vừa uống. Chừng nào no thôi. Anh cái bát vào nó anh nhìn mấy trái mít đó nhìn đã dễ sợ luôn á. Hồi mình xẻ trái mít ha. Mình thử cho các bạn xem nha. Trời ơi, ngon. Cái cây đó ha, cây mít đó đó là Mỹ Linh thích nhất luôn. Cây mít ngon. Trái quá thì trái luôn. À, đã chưa? Thơm quá anh luôn. Mình lại đẳng mình để thêm sauce được mà ha. Yeah. More on top. Mày không uống rồi hả Ben? Bye. 4 miếng, 4 miếng xíu rồi ngủ rồi.
Alright, come on. Come on over, get some sauce. Get some sauce on here. Yeah, put more sauce. Alright. What plate is this? Okay. She's so happy. Hi. Yay, Bubba. JJ, you have to try this, Chipot. Thanks for hanging, and look. Yummy. Okay, man. Now everybody okay, try. Ready? Coi chưa thấy kìa, coi quay chưa thấy kìa. Nóng nha, nóng nha. Phỏng mà. Nóng bạn, nóng á. I know, man. Like you say, too busy. Make an air, boy. No. You young. Are you done? You too. Yeah. You done, Jay? Are you done? If you old, ngon nhung ơi. Good. Hello. Orlando's busy, man. No. I like that. Quiet. Yo, you want to try? Yeah, try. Orlando ain't quiet. It's hot, so be careful. No, Orlando's no. Bad. He's kind of quiet. Puerto Ricans. You need a spoon, G? Puerto Rican. No, I think it's really cut, right? Yeah. I talk here. I talk about. Is it hot? It's just. Did it burn you? The most sauce. Yeah, it's hot. Big how and big job. Oh, you got the pepper? Hot one. It's not cut though. Is it cut? No. Cut. Yes, cut. Big how. Careful, Benny. Yeah. No. Because good. You need to play. Oh my. Good? Very good. Yeah. Very good. He's right. Wow. Chín ăn chín. New style. Yeah. Thấy đắt không các bạn? Nguyên xưởng sắp tới rồi nè. Coi nè các bạn, thấy không? Đó, quá ngon luôn. Good stuff. Cái sauce vừa ăn lắm nha. Rất là ngon. I can't. Look at that one sizzling. Future, you like to leave your house like that one. Yeah, that one. Oh, it's hot. You need more sauce on it, baby? Nah, I think I'm okay. You too, you want beer? I want a beer too. Nha. Còn nóng á nha, thổi đó nha, anh nóng dữ lắm luôn á. Thổi phỏng miệng á. Ngon. Oh my god. Let me get a beer, let me get a beer. Ăn cái nữa. What do you think, man? Where was y'all? Hey, someone like you, you got five. Let me see if I can make that Asian song. Jamil? Yeah. Jamil? Where do you think at? Someone like you, like... Oh, hold on, hold on. I'm a silver bullet, I'm a silver bullet. You got five, man. What a knife, Tha. Why you? Không béo thơm với lại tươi lắm. Cái mặn mặn á, tươi ngang mặn mặn á. Ớt cay. Rồi lại hành lá với lại gừng á, thơm chớ sợ luôn á. Vô các bạn. Hey, Dwayne is not Vietnamese. You don't drink so he's not Vietnamese. I'm more Vietnamese than Dwayne. Lù rửa bàn, dọn dẹp và chuẩn bị cắt mít nè các bạn. Cái mít hồi nãy Lù hái đó. Thơm dữ lắm luôn á. Ngồi ghế. Kiểu mới mời.
Nhìn. À, coi. Coi trái mít nhỏ mà có vỏ không? Trời ơi, coi nè. À. Ừ, thơm quá trời. Trái mít nhỏ mà có vỏ. Cái cây này là mình thích nhất luôn á. Cái cây dao này nó hơi lục. Vậy anh phải mài, cái này đâu phải dao nhà đâu hả? Dao nhà mẹ anh. À. Mà coi đã, coi nè không? Đây muối nè các bạn. Thấy dày cơm nghe không? Hết sảy không? Ừ, ừ. Nhỏ xíu mà muối không à. Uh-huh. No, this is my parents' knife. You're looking dull. I know. I gotta put some muscle in it, man, to get it cutting like this. Coi muối nè, trời, wow. Luôn thử miếng anh luôn. Cái này. Thơm hả chín? This is my favorite tree. You say this that one? One, yes. You have to taste. Taste it to know it. Đây nè, ôi nó thơm dễ sợ luôn á. Có cái nó nhỏ xíu mà nó có vỏ ha. Đây kìa. You told me this is bad. I know, he's throwing. He's throwing on the exactly. Man, look at this. Did you really want to try some milk? Get in, Jay, get in. That's good, right? That's a good jack fruit. It's like bubble gum. It's really good. Like bubble gum. Thử mời 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 thử nè. Man, it is. Oh, wow. It is sweet. Thơm hả mời? Này, ngon dễ sợ luôn á. Don't try it, baby. It do taste like bubble yum. It's like a mix of vanilla and pineapple. Ngon ha? What? Like it's supposed to be. Yeah, it is. Mấy bạn thấy đã không? Còn trái toàn tan quá trời luôn vậy á. Wow. Thấy không? Nè, đó. Mới hái trên cây. Này mới vừa, này mới vừa. Không. Cái cây quá trời trái luôn à, coi cái mít nè. Nhiều quá mình không biết làm sao luôn mấy bạn ơi. That's a long time friend that when they first moved to America. Oh really? Uh-huh. Cái miếng mít đó các bạn dày. Vừa dày mà rất là ngon luôn. Thơm dễ sợ luôn á. Các bạn thấy muối không? Thấy muối nè. Ăn là ghiền luôn, thơm giống như là mùi khóm với mùi vani vậy á các bạn. Mình đáng là thấy cái muối không? Quá ngon rồi. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. She just moved the candles. Okay, look at the picture. 1, 2, 3. Luca, where are you? Natalie, smile. Yeah. So cute. Bite the cake. Bite. Yeah, where are you going to cut your piece? Go. 1, 2, 3. Nè các bạn, chị Phone mới làm cái sauce của chị Phone nè, cũng đang nướng nè. Ăn bữa nay là quá trời no luôn. Cái này là cái sauce của mấy người Tàu á mấy yeah, bạn. Dạ đúng rồi. Mình không biết bỏ gì hôm nay nhưng mà nhìn hấp dẫn thơm lắm, thơm lắm. Nói cái này là của người Tàu. Thơm lắm các bạn. Rồi giờ cũng tối rồi, mình xuống đây mình chơi cũng hết nửa ngày mấy bạn. Và mình cũng xin tạm ngừng cái video của mình bữa nay luôn ha. Rồi Lưu Linh chúc các bạn mình một ngày vui vẻ nha. Các bạn nhớ cho Lưu Linh cái thumb up với subscribe để ủng hộ cho Lưu Linh. Để có những video tiếp theo nhớ nha. Khô bò rất là ngon luôn á. Các bạn nào muốn order pltbeefjerky.com nó là anh Thái bán trên mạng luôn nha. Anh Thái rất là ngon. Anh Thái ơi. Cảm ơn anh Thái nhiều nha. Thank you very much. It's really good. Very thank very you. Good luôn á. Rồi, hẹn gặp lại các bạn video sau. Bye. Got a video. Bye, G. Bye.